mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái để điện thoại hoặc là để tablet. Cái này nó có hai miếng rất là đơn giản, được làm bằng vật liệu bamboo veneer, được chưa? Gia công rất là kỹ. Cái này mình cũng mua ở IKEA thôi. Hai cái này khi mà mình ghép vào nó sẽ đứng được như vậy. Có như vậy mình có thể để điện thoại lên trên này chẳng hạn. Ở phía dưới này nó có một cái lỗ, mình có thể cắm đi sạc vô đây, vừa coi vừa cắm sạc điện thoại được. Thì ngoài để điện thoại, cái này nó có thể được để được máy tính bảng chẳng hạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.